Sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức hội thảo công nghệ Israel trong lĩnh vực nước và năng lượng. Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan tới lĩnh vực nước và năng lượng. Từ những khó khăn thách thức trước thực tế là nguồn tài nguyên nước và các nguồn nhiên liệu hóa thạch trên thế giới đang được khai thác một cách lãng phí và ngày càng cạn kiệt, các nhà khoa học đã đưa ra một số giải pháp công nghệ nhằm khai thác hiệu quả hơn những nguồn tài nguyên này như hệ thống tưới nhỏ giọt phục vụ nông nghiệp, khử mặn nước biển hay việc khai thác sử dụng nguồn năng lượng từ cây trồng. Là một nước có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, các chuyên gia Israel đã chia sẻ một số yếu tố quan trọng giúp cho việc áp dụng những công nghệ hiện đại này phù hợp với hoàn cảnh riêng của Việt Nam. Hội thảo cũng là cơ hội tốt để các đơn vị Việt Nam tiếp cận những công nghệ hiện đại nhất của thế giới trong lĩnh vực nước và năng lượng.